nhân chứng ám ảnh tiếng kêu cứu trong vụ hỏa hoạn 5 người qua đời ở Đống Đa. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì. Sáng ngày 21 tháng 4, lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà hỏa hoạn ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Rất đông người dân tập trung theo dõi, xót xa khi 5 người trong một gia đình tử vong thương tâm. Một nhân chứng khác cho biết, khoảng 0 giờ 30 phút nghe tiếng hai bố con anh Bùi Ngọc L, 39 tuổi và cháu Bùi Quang Hát, 12 tuổi đứng trên mái nhà kêu cứu. Người dân vội chạy đến ứng cứu nước và khăn ướt. Khi được cứu thoát nạn, anh lờ bỏng hết chân tay, hỏi cứu được nhà cháy không. Người dân xung quanh nói dối cứu được hết rồi, cứ lên xe cứu thương đi. Không ngờ 5 người trong gia đình đều tử nạn. Chủ hộ là bà Đoàn Thị M, 74 tuổi, có hai con trai là anh Bùi Ngọc L và Bùi Ngọc K. Căn nhà bị cháy do bố mẹ để lại cho vợ chồng bà M. Chồng mất sớm, một mình bà bán nước mưu sinh nuôi hai con trai. Theo lời nhân chứng, gia cảnh bà M khó khăn, từ ngày chồng mất, bà sống khổ cực, nhà nghèo, ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì, lửa cháy ngùn ngụt, nhân chứng nói. Anh Hoàng Trọng Anh, một nhân chứng khác, cho hay khi nhìn thấy nhà bà M bốc cháy, đã gào lớn, rồi gọi bà con cùng phá cửa. Ngọn lửa ban đầu không to, nhưng sau lan ra. Khoảng 30 sau, tôi nghe tiếng lở kêu gào mẹ ơi, anh kể.